Xin kính chào cả nhà. Cả nhà ơi, thì hôm nay cũng là cuối tuần, Châu cũng đang chuẩn bị làm cơm trưa. Thì cũng hổng gài cũng lâu rồi, cũng mấy bữa vậy á Châu không có ra video. Thì hôm nay Châu cũng xin quay một chút để chia sẻ cùng cả nhà. Thì hôm nay gia đình Châu cũng ăn cơm đơn giản à. Thế nè, con nín chút cho mẹ nói chuyện cơ con. Cá biển nè, cá biển này thì lúc trước cũng lâu rồi, có cô em người quen gửi cho Châu nhiều quá, cho ăn hết rồi Châu để tủ đá. Thì hôm nay lâu quá Châu nhớ rồi Châu lấy ra đặng làm ăn cho nó hết. Con cá này thì của cô Hana cho á, hôm kia Châu có chiên cho bé Na ăn hai con, còn dương con. Cá này rửa còn chưa có ráo nước á, còn nước nên là cho thấm miếng khăn giấy cho nó thấm nước hết nước á, để thôi nó bị văng. Nó văng rồi đó cả nhà ơi. Đây thì hôm nay Châu cũng có nấu được nồi canh rong biển nè. Cái này thịt bò bằm. Thịt bò này thì cũng được chỗ Châu làm người ta cho á, Châu để ngăn đá nè, lâu lâu lấy ra nấu. Hôm nay á, không biết sao Châu nêm canh á cả nhà, mặn quá trời mặn luôn. Châu múc nước bỏ ra rồi thêm nước khác vô mà nêm đi nêm lại, thêm nước rất là nhiều luôn, cũng vẫn còn mặn. Thôi xin chào bà cô chú đi con. Hổm giờ lâu rồi mẹ không có quay video nè, không có chào bà cô chú nè. Chào bà cô chú không? Chào bà cô chú không? Không chào ông bà cô chú. Không chào hả? Rồi chiên dĩa cá xong rồi cả nhà, nhưng mà quên nấu cơm. Mới bấm nút chắc còn khoảng 20 phút nữa nó mới chín. Bữa nay hư rồi, bữa nay quên nấu cơm. Rồi cái bàn cơm của gia đình Châu hôm nay thì xong rồi nè. Cơm canh rong biển, cá chiên với kim chi. Kim chi này thì hai loại, Châu bỏ chung luôn, ăn không hết thì bỏ luôn. Tại vì cái này cũng lâu rồi á, nên là ăn không hết thì bỏ. Nước tương, một ít cải, bắp cải á, xào với lại củ cà rốt. Cái này là củ cải trắng sắc trộn chua cay mặn ngọt, nước mắm chấm cá. Rồi bữa cơm đơn giản. Rồi Hana ba a ba san xịt cô bạch mà có Hana. Xin kính chào cả nhà, xin kính mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình Châu nha. Rồi con chào bà cô chú đi hả? Con chào bà cô chú chưa? À. Ba bạch và mà bạch tươi xì vô. Hana bạch cơm mà có Hana xịt cây tươi xì vô. Sao con bóc tay đổ muỗng đây nè. Mà chẳng đã tỏ ấy à. Bà bộ nè con chồng nè đồ của con nè, cô đi cho cô đi khen cô đi khen ông ba cô đi khen ông ba cô đi cho bè hôm nay lộn xộn quá mà cô chú à, thốn những cái quay phim đó cả nhà, mà ăn cơm vậy nè, có bé Na cho quay chứ mấy lần vậy chứ thấy vậy chứ chỉnh lên video chỉnh lâu á. Ha ba y cục cookie chích cục xin tập gì
Châu chiên cá, châu chiên theo kiểu lạc đặng chấm nước mắm á, nên là có thêm chén nước mắm để chấm nè. Con ăn con chấm đi, con kính mời bà cô chú cùng ăn cơm với con đi. Đòn đá thì ăn đá mà luôn mẹ luôn mẹ. Bữa nay ăn cá là ăn sẽ ơi, lâu ăn chậm á. Con mây răng ạ. Chỉnh lên con, con biết chỉnh hả? Biết chỉnh mà. Biết chỉnh mà. Biết chỉnh cho con chỉnh. Gì cũng bắt mẹ không à? Biết cái gì cũng mẹ hết trơn á. Nước. Nước như ca cho sợ. Mẹ cho con đó. Hôm nay thì Châu cũng đang có chuyện có cần suy nghĩ nên là Châu không có ra video được á, không có thời gian, rồi cũng đang tâm trạng không có được ổn á, nên là Châu không có ra video. Thì một chút Châu quay một đoạn cơm thôi, còn xíu. Cả nhà ơi, thì gia đình Châu ăn cơm xong rồi, ba Hana đi làm, mấy Na thì ngủ. Châu thì lại đây Châu tâm sự cùng cả nhà. Hồi nãy ăn cơm với cá chiên đó, nên là nó hơi lu bu gầm gà. Châu quyết định là quay một đoạn thôi, còn đoạn thì Châu lại đây Châu chia sẻ với cả nhà. Là hôm nay thì nói không ra video á, Châu cũng buồn lắm. Rất là buồn luôn, tại vì ra video mỗi ngày quen rồi. Khi đăng video lên thì được những cái bình luận tích cực của cả nhà dành cho gia đình Châu á, thì khi đọc những bình luận đó thì cảm thấy rất là vui và giống như là một cái niềm vui của Châu á. Bây giờ là nói cả nhà, khi Châu đăng video lên đây là cả nhà là niềm vui của Châu á, là cái công việc này là cái niềm vui của Châu. Mà khi mà nói bỏ rồi á, cả nhà giống như Châu cũng rất không có đầu óc gì hết trơn á, kiểu như tối ngày cứ thơ thơ thẳng thẳng giống người thất tình vậy đó. Rồi hổng gà Châu cũng suy nghĩ rất là nhiều luôn, nếu mà tiếp tục làm thì Châu không có tập trung học tiếng Hàn, tại vì cái đầu óc Châu nó rất là chậm, không có giống như người ta, mỗi người mỗi khác ở nhà. Nên là nhiều khi có nhiều chị á, Châu chia sẻ vậy thì có nhiều người sẽ nói vì sao mà có nhiều người khác người ta cũng làm, người ta làm đủ thứ việc này kia nọ mà người ta vẫn làm được, mà sao còn Châu không làm được á. Thì Châu cũng nói là mỗi người nó mỗi khác, nếu mà nói ai cũng giống ai thì trên đời này không có những người ngu đâu. Không có những người thông minh và không có những người ngu và không có những người chậm chạp đâu. Nên là Châu thì Châu trong số những người chậm chạp á. Châu không có học cái vấn đề học Châu rất là chậm, nên khi Châu áp lực về cái tiếng quá thì Châu mới đưa ra quyết định là Châu bỏ kênh, Châu không có tiếp tục kênh nữa, bỏ cuộc, để tập trung vô học tiếng Hàn cho nó đỡ hơn. Nhưng mà nói bỏ rồi á, cả nhà không bỏ làm bên cái này nè, nó rất là buồn và nó làm sao đâu á, Châu không nói diễn tả làm sao cho cả nhà hiểu được. Thì hổng gà Châu suy nghĩ rất là nhiều rồi, không thể nào mà bỏ được một cách dễ dàng như vậy. Tại vì tạo kênh này Châu cũng rất là phấn đấu và khó khăn mới tới ngày nay. Thì hổm gà Châu cũng có coi một hai kênh khác, thì trong đó cũng có một kênh em kia. Thì làm kênh á, cả nhà tạo kênh 6-7 tháng rồi, tới lúc bật kiếm tiền được thì không bật được, tại vì là kênh bị giống như là có cái lỗi gì đó, làm sai cái gì đó nên là người ta không cho bật kiếm tiền mấy lần, hai lần. Thì em ấy cũng lên tâm sự chia sẻ và em ấy cũng có khóc nữa. Châu cũng có coi và Châu cảm thấy tại sao người ta như vậy đó, người ta làm khó khăn như vậy mà người ta vẫn còn tiếp tục làm, mà tại sao mình lại nghĩ. Thì em đó cái kênh bị như vậy á, thì em ấy mới nói là quyết định và bỏ kênh đó làm lại từ đầu, vẫn quyết tâm để đeo đuổi nghề YouTuber. Mà Châu suy nghĩ lại tại sao mà Châu đã đi qua biết bao nhiêu khó khăn Châu đến được ngày hôm nay. Châu đi là kênh Châu không có lớn nhưng mà cũng không đến nỗi mà thấp bé quá, cũng đỡ hơn rất là nhiều kênh, mà tại sao Châu lại đi bỏ một cách dễ dàng như vậy. Rồi Châu quyết định là Châu sẽ làm lại. Thì Châu cũng không ra thường xuyên được cả nhà, Châu sẽ mỗi tuần Châu sẽ ra 3 ngày nha,
cả nhà góp ý giúp Châu đi. Châu nói như vậy thì cũng như Châu đưa ra quyết định như vậy thì được không? Thì mỗi tuần thứ hai, thứ tư, thứ bảy, Châu sẽ ra video 3 ngày, 3 video thứ tư, thứ hai, thứ tư, thứ bảy. Vậy đi hết cả nhà. Cô chú và Châu cũng qua đây, Châu cũng gửi lời cảm ơn tới những cô chú anh chị em và các bạn đã đồng cảm với Châu, đã cho Châu những cái lời phiên, đưa ra cho Châu những lời phiên á. Thì cũng có cô, mấy vài cô á, cũng nói Châu là cố gắng đi con ơi, ngày mai thì trời sẽ sáng, cố gắng, giống như là phiên nói là Châu cố gắng hơn, chuyện gì thì cũng qua thôi á, này kia nọ rất là nhiều. Rồi cũng có em rồi cũng nói Châu là chị ơi em nhớ gia đình chị lắm, gắn qua ra video thường xuyên. Thì rồi cũng có chị đầu phiên Châu đừng không được bỏ cuộc, cố gắng lên, ai làm thì cũng không có một ngày hai ngày mà người ta thành công, phải thời gian dài mới thành công được. Rất là, nói chung cũng nhiều lắm, bạn bè đồ, những người đồng nghiệp cũng có phiên Châu nữa. Thì khi đọc những cái bình luận á, Châu rất là cảm động và vui, cảm thấy rất là ấm lòng. Tại vì có cũng nhiều cô chú anh chị em quan tâm tới gia đình nhỏ bé của Châu, cũng mong cho gia đình Châu được nhiều cái may mắn, rồi được gặp nhiều cái điều tốt đẹp á. Rồi vừa qua thì Châu chia sẻ những cái video tâm sự thì Châu cảm thấy là Châu đã đem lại những cái phiền não, những cái phiền lòng cho cả nhà. Tại vì cũng có, không nhiều thì cũng có ít người đó thương gia đình Châu, quan tâm gia đình Châu. Thì khi Châu chia sẻ vậy thì cả nhà cũng cảm thấy là gọi là sao ta, cũng là kiểu như là lo lắng theo á, lo lắng cho gia đình Châu á. Thì Châu cảm thấy vậy thì Châu cảm thấy Châu có lỗi, tại vì đem đến những cái điều buồn cho cả nhà. Thì thật sự khi Châu chia sẻ thì Châu cũng không nghĩ là Châu làm cho cả nhà buồn theo Châu vậy. Tại vì con người Châu thì cái tánh Châu rất là, gọi là sao ta, thẳng tánh đó cả nhà. Khi Châu có cái gì Châu ý Châu nói thì Châu nói, chứ Châu không có nghĩ nhiều á. Rồi cái đó Châu nghĩ cũng là cái khuyết điểm của Châu. Tại vì những cái gì mình muốn nói mình phải nói, không nói để trong lòng á không được, kiểu như là mình phải nói ra vậy đó. Thì Châu cũng có nhớ là mẹ Châu được từng nói với Châu là cái tánh Châu á, là ghét ai hoặc là thương ai gì đó là người ta đều biết hết. Thì giống như là cái tánh nó thẳng lắm á, nó không có giấu trong lòng, mà kiểu như là không phải là người bằng mặt mà không bằng lòng, không phải như vậy á. Nên là cái điều mà thẳng tánh quá nhiều khi nó cũng là một cái khuyết điểm. Thì theo như người ta, những cái buồn, những cái vậy thì người ta có thể người ta để trong lòng, người ta chịu đựng được. Nhưng mà Châu thì Châu không có để được các cả nhà. Châu muốn cảm thấy Châu nói ra như vậy đó, để cho Châu cảm thấy Châu nhẹ nhàng hơn, giống như là chút bầu tâm sự vậy đó. Thì những cái áp lực mà Châu nói, chia sẻ những cái video vừa qua thì đó là đều những cái gì, những cái mà Châu tự tạo ra cho Châu thôi, chứ không ai tạo ra Châu hết trơn. Tại vì một lúc mà muốn làm nhiều thứ quá, mà một người chậm chạp mà muốn làm nhiều thứ quá, rồi nhiều thứ nó đến cùng một lúc quá thì giống như là nó không chịu nổi á, cái áp lực lớn quá không chịu nổi. Thì Châu có suy nghĩ vậy đó, suy nghĩ tiêu cực. Thì Châu cũng xin lỗi những cô chú anh chị em và các bạn nào đã lo cho Châu, đã buồn theo Châu á. Rồi cũng cảm ơn những cô chú anh chị em và các bạn đã cho Châu những lời động viên. Thì từ giờ Châu sẽ một lần này nữa thôi, thì sau này nếu mà có chuyện gì thì Châu sẽ ngưng làm luôn, Châu không lên đây nói hay là không than thở gì với cả nhà nữa. Thì Châu sẽ cố gắng nén và Châu giấu và Châu ngưng. Nếu mà đến một ngày nào đó mà ông bà cô chú và anh chị em và các bạn thấy Châu không ra video như thường lệ nữa thì là cũng như là biết Châu đang có chuyện buồn, hoặc là Châu gặp cái gì đó thì thôi. Chứ Châu không có lên đây tâm sự nữa, tại vì Châu thấy tâm sự vậy cảm thấy có nhiều người không được hài lòng á. Nên là thôi, từ giờ nếu mà có chuyện gì áp lực quá thì Châu giữ lại trong lòng của Châu. Như vậy thì Châu nghĩ nó sẽ tốt hơn.
Thì rồi cả nhà hổng gài thì Châu nói vậy đó, mấy cái video vừa rồi Châu nói ra những cái suy nghĩ của Châu vậy đó thì cũng nhẹ rồi. Cho tới nay thì Châu cũng đỡ rồi, không có còn suy nghĩ nhiều nữa, sống tích cực hơn và cố gắng hơn nữa, cố gắng làm YouTuber. Tại vì đây là khi Châu tạo kênh, đây là cũng một điều, một ước mơ của Châu. Châu đặt trong đó để Châu tạo kênh Châu làm á, thì cái kênh của Châu tuy là không có phát triển lắm nhưng mà cũng đạt được, từ hồi Châu làm tới giờ cũng một năm hay là 13 tháng vậy cả nhà. Thì cái số tiền nó nói chung là đối với ở bên Hàn Quốc thì nó không có đáng là bao nhiêu, nhưng mà Châu nghĩ đối với nhiều kênh thấp hơn Châu á, rồi với lại những cái người ở Việt Nam mà những ở vùng quê á, thì cái số tiền trong một năm qua Châu làm YouTuber thì Châu cảm thấy nó là cũng là một số tiền đáng kể cho những cái người mà ở vùng quê ở Việt Nam, rồi những người mà những anh chị em trong nghề cũng tạo kênh mà không có được phát triển á, kênh thấp, thì con số đó cũng là một con số mơ ước của nhiều người. Thì Châu sẽ tới đây thì Châu sắp tới lãnh lương rồi cả nhà. Châu sẽ làm một cái video để Châu chia sẻ cái số tiền đó cùng cả nhà luôn, tại vì Châu nghĩ đây là cái điều cả nhà cũng có quyền được biết á, tại vì cả nhà cũng đóng góp cho Châu Châu mới được như vậy. Với lại Châu cũng muốn qua cái video này Châu gửi lời xin lỗi tới, qua cái video mà Châu chia sẻ số tiền tới đây nè, Châu sẽ gửi lời xin lỗi tới cả nhà. Tại vì khi trước á thì thôi để cái video tới đây Châu sẽ nói đi, cái video Châu chia sẻ lương á Châu sẽ nói. Còn hôm nay thì Châu chỉ hơi lên đây Châu chia sẻ với cả nhà vậy đó, là Châu quyết định là Châu sẽ ra video lại như vậy. Châu sẽ ra vào buổi tối cũng giống như bình thường trước giờ Châu ra, khi 7 giờ Việt Nam, 8 giờ Việt Nam gì đó. Rồi thì một lần nữa thì Châu xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em và các bạn trong thời gian qua đã thương yêu gia đình Châu, rồi đã cho Châu những lời động viên để Châu có nhiều cái suy nghĩ tích cực hơn á. Rồi xin kính chào tạm biệt cả nhà. Nếu mà thấy thích video hãy cho Châu xin một like, một lượt đăng ký kênh, và nếu có thể thì cả nhà chia sẻ cho Châu một lượt chia sẻ để nhiều người khác cùng biết đến kênh của Châu. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo.